Thưa quý vị, từ trước đến nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp huyện, thị xã, thành phố có đất cần làm thủ tục cấp chứng nhận thực hiện. Tới đây, từ ngày 4 tháng 5 năm 2021, với ứng dụng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên huyện, thị thành do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng, mà trước hết là thí điểm đối với huyện Long Điền, thành phố Bà Rịa, thì người dân có đất ở hai địa phương này có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một trong hai địa phương, chứ không nhất thiết là phải đến đúng địa phương có đất. Từ ngày 4 tháng 5 năm 2021, việc cấp giấy chứng nhận về đất đai liên huyện được áp dụng thí điểm tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Trước mắt có 3 thủ tục về đất đai được thực hiện thí điểm gồm: thay đổi về thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận liên huyện được tiếp nhận tại các địa điểm: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung thành phố Bà Rịa, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung huyện Long Điền, trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Sau khi thí điểm tại huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa trong 3 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng đến các huyện thị thành và phấn đấu cuối năm 2021, ngành tài nguyên môi trường Bà Rịa Vũng Tàu có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên thông toàn tỉnh. Thưa quý vị, từng là một trong những hộ gia đình nghèo khó nhất tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, nhưng nhờ được Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương hỗ trợ vay vốn mà bà Nguyễn Thị Quý đã có điều kiện đầu tư sản xuất chăn nuôi để thoát nghèo. Không những thế, với tinh thần tương thân tương ái thì bà Quý còn hỗ trợ vốn và kinh nghiệm trồng rau sạch cho hội viên phụ nữ tại địa phương, giúp cho chị em cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Quý sinh năm 1966, từng là một trong những hộ nghèo khó tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Để giúp gia đình bà Quý vươn lên thoát nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phước Bửu đã nhiều lần tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho bà Quý vay vốn chăn nuôi dê, bò, heo. Đến năm 2016, khi thị trấn Phước Bửu có chủ trương cấm chăn nuôi trong khu vực dân cư để bảo vệ môi trường, bà Quý nhanh chóng đăng ký tham gia các lớp tập huấn trồng cây ngắn ngày do Hội Phụ nữ phối hợp với Hội Nông dân tổ chức. Từng có kinh nghiệm trồng rau nên bà cải tạo lại đất, đào giếng rồi trồng rau sạch. Nhờ siêng năng chịu khó, vườn rau của bà Quý luôn xanh tốt, giúp bà có thu nhập ổn định từ 300 đến 400 ngàn đồng một ngày, giúp gia đình bà thoát nghèo. Thấy nhiều chị em trong thị trấn có đất nhưng lay hoay với bài toán phát triển kinh tế, bà Quý đã chia sẻ hướng dẫn các chị em cách trồng rau sạch, đồng thời cho vay tiền không lãi suất để chị em có vốn đầu tư trồng rau. Theo cách làm như thế, trung bình mỗi năm, bà Quý giúp cho 2 đến 3 hội viên cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ ngày là tôi gặp được là chị Quý ở đây là cũng người đồng hương, thế nên là về chị cũng giúp đỡ về tôi cách hướng dẫn cho tôi cách trồng rau, là đồng thời là chị cũng giúp cho được một ít vốn. Thì tạm thời thì tôi cũng học hỏi thêm cái trồng rau này để là tăng cái thu nhập cải thiện với gia đình. Thì nói chung là cô Quý là cô phải nói là cái sự nhiệt tình và chịu thương chịu khó của cô ấy. Thế thì cô ấy là chị em mà ai khó khăn mà cần vay vốn là cô sẽ giúp. Đó, tuy rằng không nhiều, đôi ba triệu thôi. Cái mô hình này tôi thấy là đất thì rất là tiết kiệm. Tiết kiệm được đất là một, và trồng rau lúc nào cái năng suất cũng cao. Nói chung là cũng đầy đủ, coi như hàng ngày cũng cung cấp rau cho ngoài bà con tiểu thương ở chợ. Hồi xưa thì vô cái hội đó, cũng chị em phụ nữ cũng giúp cho một số vốn để làm này, để có kinh phí để lo cho con ăn học. Rồi mà hỏi có dư nữa thì giúp chị em phụ nữ bên ngoài 2 triệu, 3 triệu vậy đó, là chị em cũng đồng lòng để làm ăn với nhau. Chứ mình giúp đỡ cho người ta làm ăn có thì mình cũng được vui vẻ chứ. Chị Quý này là một hội viên phụ nữ rất là tiêu biểu, tích cực, chịu khó làm ăn và tham gia tích cực các phong trào của hội cũng như là của chi hội.
Bên cạnh cái việc tham gia sinh hoạt hội họp ấy, thì về phát triển kinh tế là chị rất là chịu khó học hỏi, nâng cao để cải thiện việc làm, cũng biết chia sẻ với hội viên khó khăn, nên đó là tấm lòng rất là tốt. Thì trong thời gian vừa qua thì phụ nữ cũng biểu dương cái tinh thần của chị ấy, biểu dương trong thời gian 5 năm vừa qua. Dù tuổi đã cao nhưng bà Quý vẫn tích cực tìm hiểu những cách làm hay, hiệu quả để phát triển nghề trồng rau sạch phù hợp với đặc thù đất đai ít ỏi tại địa phương. Bà là tấm gương tiêu biểu về sự sáng tạo, vượt khó của phụ nữ Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.